Ui, quá xá rồi. Tưởng không khó. Mấy cái trước đó là nhúng vít cái đài luôn. Cái này không có nhúng vít cái đài mà nó ngầm. Ồ, coi nè. Em há cái càng sẵn đợi luôn nè. Ôi ghê à. Ôi, nó hung dữ nè, rồi rồi. Mới nhử chơi thôi mà kẹt thiệt rồi. Ôi, ôi, không dám động. Động là gãy càng không có bán gì được. Mất giá trị. Dạ, mến chào của chú anh chị và các bạn. Sáng sớm hôm nay á, là dân không có đi làm. Mặt trời mới vừa mọc luôn kìa. Quá trời đẹp. Dân đi ra đổ mấy cái lúa nha. Dùng của dân gọi là lúa dây. Không biết là có hay không. Xin vô chỗ này đặt mấy bữa nay mà không có thời gian đi dở. Rong nhiều quá. Bơi cực lắm. Không có đi. Đây, tới rồi đây. Ồ. Nước trong quá. Chỗ này rong cũng nhiều nữa. Mơi mình không có đi làm nữa, chắc là phải đặt lợi. Xin một lần xin lần khó đi vô đây cực lắm. Xa nhà. Mượn chiếc xuồng của chủ đất ở đây. Có không ta? Ý. Mình dính chút cua nè. Ôi, một chú cua. Răng vắng quá trời. Cua có trong đây rồi là tôm nó không có dám vô. Trời trời trời. Nè. Cua không có bự nha. Cái chú cua này không có được bự. Mình kéo ra đặt lại. Cái tiếng máy chạy bên kinh nhỏ bên kia. Buộc cái đuôi. Xong. Cái đầu thằng này. Cua nó vô là nó bá chủ một vùng luôn á. Nó không có cho con nào vô nữa. Mà một khi em nào đã lọt vô rồi á là nó kẹp. Nó quạo, nó kẹp banh chành luôn. Có mà tới nhúng nhích cái đài dữ ta. Cái đài mình cảm chắc lắm. Ôi, gần gần luôn này. Nhúng nhích rồi đấy. Ghê chưa, ghê chưa. Nè. Ôi. Còn mấy cái hôm này nữa. Cái sạp xuồng của mình đó, nó bị bể nè. Lót miếng dán nó hơi sập sập sập. Nghe tiếng. Ui sao cái em này mắc kẹt hoài vậy. Em không chịu xuống. Một bọc. Tôm bự bự không à. Tôm cù á. Cho nên nó là còn mấy chú nào chú nấy khổng lồ. Chắc thịt đó. Ôi, ôi. Còn một cái thôi đó. Dân đổ hai đầu. Đầu kia có chú cua. Đầu này một đống tôm luôn. Rồi, mình tiếp tục đi hướng này nữa nè. Còn mấy cái. Tới cái nữa rồi. Em này có không?
Ôi ôi, có gung nè. Quá. Đây. Đây. Mình tới đây. Đừng dội, đừng dội, sẽ cho tất cả các em đi vô thao của chế hết. Nè. Ui. Quá xá rồi. Nhảy sòi sói luôn. Có con tôm lộp. Cái vỏ nó còn luôn nè. Ở nhà dân có mỗi cái thao này thôi. Lấy cái thao này không có lấy cái dụng cụ nào khác. Nó hơi nhảy. Nó nhảy cái hai. Đất ở đây cứng ngắc à. Đi lại đầu này. Cái mũi xuồng dưới này. Ôi, thấy cái đài của mình rung rinh đấy. Sớm lực chưa có hội tụ gì vậy. Yếu xìu, nhổ cái cây muốn nổi. Nhúng nhích đều hết trơn. Ôi, chút cua bự nữa nè. Hôm nay hên, sáng sớm mình đi dở sớm. Tôm nó của mình còn tươi, thấy cũng hơi khá nhiều rồi đó. Hồi lựa ra một ít rồi ra chợ bán được. Bên này còn một người luôn. Ui. Tôm bự bự không anh? Chú cua khổng lồ, lại là chú cua. Chú cua vô mà tôm chiến này cũng nhiều nè. Được hai chú cua rồi. Cái đuôi ra đặt lại rồi mình đi tiếp. Mình đi hướng này nha, tiếp tục. Cái chỗ này gầm quá vậy ta. Đây mình tới cái nữa rồi nè. Găm rồi cỏ quá trời. Đằng kia có cái đường nước nó chảy gốc gấp. Quá phả cho nó trôi qua. Sao im ru gì nè. Tưởng không có. Mấy cái trước đó là nhúng dít cái đài luôn. Cái này không có nhúng dít cái đài mà nó ngầm. Ồ coi nè. Cái nhà nó bún vô mặt. Nước văng tứ tung rồi.
này cũng nhiều lắm. Rồi cái này hơn nửa ký á. Cầm nghe nào. Đi lại đồng kia coi nó có nhiều được cái gì. Tất cả mình đều căng cái đuôi ra hết. Để mơi mình qua đêm đi, rồi mơi mình xin vô đây mình giỡn cái nữa. Ủa, thao. Đi lại đầu đằng này. Đầu này ngay cái đường nước. Ê, sao em nhảy dữ vậy em? Để mình sửa chiếc xuồng lại cho ngay ngắn cho dễ nhìn. Gần gần luôn. Nắm cái đuôi cái đi cho chắc. Ôi, chú cua. Lại là chú cua bự. Ôi, mấy chú cua này bị bởi vậy tân dân nói nó hung dữ là đúng rồi nè. Nó kẹp mấy chú tôm luôn á. Cái này thì có chú cua bự. Xuất hiện của chú là chú không có cho chú tôm này vô đâu. Chú tôm này vô là chú kẹp hết. À, cua đực. Chú cua đực càng kinh. Cái càng nó bằng cùng tay luôn á. Ê, ê, ê. Tẩu thoát em. Nhà dân không có cái dụng cụ nào mà để cao hết trơn á, có cái thao này là bự thôi. Lấy đem theo nó tôm nó dễ nhảy ra quá à. Kéo cái đuôi ra rồi mình đi nữa, mình còn cái nữa, hôm nay mình đặt 4 cái lận á. Đây. Đi hướng này còn cái cuối cùng ở đẳng á. Đây mình tới cái cuối cùng, cái đài đây. Ủa lộn mà. Có sự nhầm lẫn. Ê, nhảy dữ đi nè, cái đài đây nè. Đài này nó hơi thấp cho nên lộn. Đỏ nó ghê vô. Có lên đây. Ui. Có mà ít, cái đầu này ít. Dành này nè cho nó chạy. Ôi, đằng kia còn nữa kìa. Không sao đâu, mình vũ lại cái đuôi đằng đó chút nữa, đổ cái đuôi đằng đó một cái nữa. Ê, 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 ê. Đậu khóc. Cái dành nó bị gãy nè. Cái này mình tìm lại của trong cái đống nhà kho nhà mình nó để lâu ngày cũ quá, giục tới giục lui nó gãy dành. Có nhiều đổ bao nhiêu. Y nó gấp một lỗ nữa nè. Rồi chú cua nào đi vô tàn phá rồi, kéo lại đi hên xui thôi chứ cái này biết chắc là lần sau nó không dính nữa, nhưng vẫn căng ra. Cái thái mây dốc nè. Dần dần gọi là trái mây dốc. Tuổi thơ của mình là hay đi lấy cái trái đó bắn.
đổ đầu này cái nữa đùa ta, cái sập tường nó bị bể dễ bị chật chậm. Đầu này không biết có không đây, cái lúa này nó rách quá rồi. Ôi có này, có này, quá sáng rồi. Ôi nhiều. Được một túm. Cái này ít chạy tại nó rất cũ. Kéo ra rồi mình xem thành quả của mình cái chuyến sáng sớm hôm nay đi thăm lú cù cạn được bao nhiêu nha. Cái hộp xuồng nó kêu kẹt kẹt hoài luôn. Đây. Nhà mình cũng khá là xa, đi về phải lội bộ một đoạn nữa. Lát mình lên mình phải trả cái xuồng cho người ta. Em nào mà nó gớt ra ngoài thì chút xíu dân sẽ lụm vô sau. Ủa còn một em cua nữa đâu rồi? Đây đây đây. Em này là em cua gạch nè. Cái dân bắt cua lên. Trời ơi, càng kình, cua càng kình, lật ngược ba luôn à. Con nè, cái càng của nó bự như cầm tay của mình luôn á. Em này là em cua đực, em bên đây là cua cái, em này là có gạch nè. Quá xá đẹp và bự, nặng nặng lắm, chắc thịt, cơ bắp cuồn cuộn coi nè, săn chắc ghê chưa. Em há cái càng sẵn đợi luôn nè. Ôi ghê à, ôi nó hung dữ nè, rồi coi. Mới nhử chơi thôi mà kẹp thiệt coi. Ôi không dám động. Động là gãy càng không có bán gì được, mất giá trị. Mấy chú này nè dân sẽ đem về rộng để dành gom gom nhiều nhiều, mình coi có bán được không, đặng kiếm thêm thu nhập. Để em im vô đây à. Thốt đại sơ sơ đại khái cho cả nhà coi. Đây là cái số tôm. Khoan khoan, đây là cái số tôm mà mình đặt được rồi. Bắt đầu sáng nay mình đi dở hơi sớm cho nên tôm tươi. Mấy chú này là cua của mình, cua nó kẹp á, kẹp nó ăn á, mình bỏ lại đây đi cho những cái con khác nó ăn. Thành quả sáng sớm mình đi thăm lú cù cặn, xin người ta đi vô trong nãy giờ vòng vòng mình quay đó thì cũng hơi rộng lớn, cỏ rong đồ nhiều, bỏ lâu ngày rồi cù cặn đặt được bao nhiêu thì mình lấy bao nhiêu. Cũng là xin người ta chỗ quen biết mới cho, chứ không phải ai ta cũng cho vô đây đặt đâu. Mấy cái chú nào mà còn khỏe nè, dân sẽ rộng rồi gom gom nhiều nhiều mình đem bán. Cua cũng vậy, mấy con nhỏ là mình sẽ chế biến coi làm món gì đó cho cả gia đình mình ăn. Rồi nếu như có làm được cái món dân giả gì đó thì sẽ cho cả nhà mình xem nha. Dân đi về nắng lên nè. Dạ, dân xin kết thúc cái chuyến đi đặt lú cù cặn chép mót được bao nhiêu đây. Dạ, kính chúc cô chú anh chị mình buổi sáng thật nhiều niềm vui ạ. À.